và để tiếp tục chương trình tăng ca có nhạc buổi tối hôm nay, cũng để chia buồn cùng gia đình, Giang Tự xin gửi đến cùng các anh chị em với bài ca trích đoạn được mang tên Đường Gươm Nguyên Bá. Hoàn cảnh của ta hôm nay là do nàng tất cả. Nếu tên tôi lộ kia bày tỏ tình tử với nàng mà nàng cử tiếc thì đừng bao giờ nàng nói lại với ta, thì sự tình kia đâu đến nỗi ở núi Triều Vân mỗi chiều mưa xuân ta nhớ cha mẹ ta thủy cũng vậy, ta nhớ nàng vô kỳ. Ôi ta không biết phải làm cách nào để giữ mãi nàng là của ta trong suốt ba năm trời cách trong khi người ta lập những chiến công hiển hách tên tuổi vang dội khắp kinh thành, người ta chế trung quy vũ, người ta phong nhà chí tình, sáu tháng trời người ta đóng cửa ở tư dinh cũng có cách vào Hoài Nam.